Nam nhà ya ba ta te a tha ni pin đà ti du kê ta mắc vô vi su ti ya, tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sa bê tham ma na ta ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni pin đa ti du khe e sa ma vô vi su thi ya. Sa bê tham ma na ta ti ya da ban nha ya ba sa ti a tha ni pin đa ti du khe e sa ma vô vi su thi ya. Khi tuệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là sanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Cổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, vậy cũng được rồi ha quý anh chị. Dạ, kính dân mít lại đạo tràng ạ. Dạ, Nam Mô Đức Thầy Giá, Nam Mô Thân Mai Giá, Nam Mô Sanh Thầy Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh để đức Phật tính cùng chư công đức tăng kính lễ nhất vô chư nữ. Kính chào với anh chị trong đạo tràng, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Long Nghĩa cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, kính chào Vinh Quốc Thanh Á. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 279 ạ. Bê tham ma a na ta ti ya da ma nha ya ba sa ti a tha ni pin da ti duk ke he sa mak go hu su ti ya. Sập bê tham ma a na ta ti ya da ma nha ya ba sa ti tha nhịp tin đà thi đức thế thế sa mắc ngô vì suốt thi gia. Tất cả pháp vô ngã với thể quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sập bê khắp ma a nha ta ti giá đa bánh nha và ba sa ti à tha hiệp kinh là thi đúng khế thế sa mắc ngô vì suốt thi gia. Khi tể quán chiếu tỏ thường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa về. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong rồi. Dạ, cảm ơn Vinh Quốc Thanh Nam rất bài ạ. Con xin gửi mít lại cho chị Phẩm Dân. Dạ, Nam Mô Bút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ giáo Pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng, con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 279. Sắp bê thăm ma á nát ta tí giá đa panh nha giá bát xá tí á thá nếp pin đá đúc á thá nếp pin đá tí đúc khê ê sát vô quý xuất thí gia. Sắp bê thăm ma á nát tà tí giá đa panh nhà giá phát xá tí á thá nếp pin đá tí đúc khê ê xá mắc vô quý xuất thí gia. Tất cả pháp vô ngã với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Khi tệ quán chiếu tỏ tường, các pháp vô ngã chẳng thường là ta, thoát ly phiền não ác ma là thanh tịnh đạo chẳng xa lối về. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay quý Phật tử, mến mời bàn tay Như Quỳnh nha.
Sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn Cẩm Vân rất là nhiều, và cảm ơn Trích Trân Đạo cũng rất nhiều luôn nha. Hôm nay mặc dù đạo tràng vắng nhưng mà rất là hoan hỷ nha. Cô ấy Minh Trích Trân Đạo Vinh Hoa Tha Ná vị nào cũng phải kể tới hơn 10 lần luôn đó Cẩm Vân ơi. Trân Đạo nha, nên là rất là hoan hỷ. À, Cẩm Vân ơi, Cẩm Vân có thấy Đại Đức Pháp Tính mà hồi hướng cho Cẩm Vân. Nếu mà Cẩm Vân thấy Đại Đức Pháp Tính hồi hướng rồi thì chưa đi xuống phòng thì Cẩm Vân điện thoại cho Đại Đức Pháp Tính giùm Nhật Bình, nói là hôm nay ở chùa của sư Tịnh Đạt điện có chút vấn đề vào trễ. Cẩm Vân điện thoại nhờ Nhật Bình sẽ thỉnh sư Pháp Tính giảng từ dựng một rồi để sư Tịnh Đạt vào giảng được không Pháp Cẩm Vân? Dạ, hai trăm năm phút nữa mới xuống phải không? Dạ, bây giờ là 7:30 rồi. Dạ rồi, vậy để Nhật Bình thỉnh Pháp Sư trước nha. Dạ, thỉnh Pháp Sư trước dài ra một chút xíu, rồi Cẩm Vân điện thoại cho Đại Đức Pháp Tính giùm nhanh Cẩm Vân nha. Hay là đạo tràng thỉnh Đại Đức Pháp Tính vào giảng từ dựng để chờ đợi sư Tịnh Đạt vào nha. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và Nhật Quỳnh rất là cảm ơn Cẩm Vân và Trích Trân Đạo cô ấy Minh Xích Rạng Đông Vinh Quang Thanh Á đã hoan hỷ kệ kinh để kéo dài thời gian cho đạo tràng đủ giờ. Rất là tri ân đạo tràng. Bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh Pháp Sư. Dạ, mặc dù giọng Nhật Quỳnh không có tốt được nào hết á, nhưng mà Nhật Quỳnh mong quý vị hoan hỷ để Nhật Quỳnh kéo dài thời gian một chút để chờ sư Pháp Tính vào. Chứ phải hôm nay mà tâm pháp không có ở dưới hầm thì tâm pháp thỉnh Pháp Sư quá là ok luôn. Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phật Ga Va Tô A Ra Tô Tham Ma Sam Bồ Ta Sa. Nam Mô Ta Sa Phật Ga Va Tô A Ra Tô Tham Ma Sam Bồ Ta Sa. Nam Mô Ta Sa Phật Ga Va Tô A Ra Tô Tham Ma Sam Bồ Ta Sa. Ram ma cha lo ca ti ba ti sa ham ba ti ca tan cha li an ti wa rang a ya cha tha san ti tha sa tap ba ra chap kha cha ti kha de se tu tham mang a nu kam bi mang ba chang sa tham ma phê rim vi na yan cha ca yan su tan cha băng thăng a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba đi xa cha mắt chê ê quan sa ham ba tỳ râm ma a ga quan tăng a ya cha ta tuấn hi pha quê na tăng bút thô ca ruôn nhê na thì qua sa ya tán ha bút tha ya ba nê na mi ga đa văn ta tô ga tô anh cha quát cha đa giờ nay dê à măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba phu tì xăm bút thô à nu na thăm ma đê sa năng
ma ga wa sa ni đề say si sa tha nan at tha sik tha cần tại na sa thu ai giờ phanh tê tại say tu thâm ma đề sa nằng sa ba di tha ba di sa ya anu cam bam bi ca ta quê. Vô minh duyên của các hành a cội căn dẫn dắt chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đầm a bề ngủ ma vài năm chuyển đi về nên cầu đặng tự bi tạo thuyền bát nhã chạy đi vớt người được qua chốn tốt tươi yên tình bờ niết bàn chẳng dính chẳng ai như đèn rọi suốt trong ngoài chiều tia sang khắp các loài hận quang và vì trong khải hoàng rầm rộ luật vị như đại cổ hoàng dương kính như dây buộc trên trường luân như mặt trong vẹt đường vô minh tư diệu đế đó hình vui trong giọng thua tan giấc mong trần gian chúng sanh tất cả buôn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản phật lời nhưng chẳng gì hơi việc làm mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tội mê cầu được trị tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lễ cung tịnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp cú kinh số 280. Và một chút xíu thì đại đức Tịnh Đạt sẽ vào bạch sư. Dạ, con biết hôm nay sư có thời gian ở bên lớp học Bích Tha Thăm Má, nhưng mà sư cứu đạo tràng chúng con rất là tri ân sư. Nhà Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, nam mô Thăm Má Giá, nam mô Sanh Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới. Đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 280. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thức nghĩa từ vựng.
Uttanakalamhi Anuttahano. Uttanakalamhi Anuttahano. Uttanakalamhi Anuttahano. Yukwa Bali Alaksiyang Ubeto. Yukwa Bali Alaksiyang Ubeto. Yukwa Bali Alaksiyang Ubeto. Yukwa Bali Alaksiyang Ubeto. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Câu thứ ba là Sansana Sankappa Mano Kusito. Sansana Sankappa Mano Kusito. Sansana Sankappa Mano Kusito. Sansana Sankappa Mano Kusito. Nhà giá mắt gần Alaso Navindati. Bành nhà giá mắt gần Alaso Navindati. Bành nhà giá mắt gần Alaso Navindati. Kính thưa quý vị, là bài kệ này được bắt đầu bằng một cái hợp từ Uttana Kalamhi. Uttana Kalamhi có nghĩa là Uttana cộng với Kala, phối hợp với Kala, nó sẽ thành một cái hợp từ chia theo định sở cách số ít, thành ra nó trở thành Uttana Kalamhi. Uttana Kalamhi có nghĩa là trong thời điểm cần nỗ lực, có nghĩa là trong cái ca lá là thời gian đó. Uttana, Uttana có nghĩa là tinh cần hay là nỗ lực, trong thời điểm cần nỗ lực. Uttana Kalamhi. Anuttahano. Anuttahano ở đây có nghĩa là không nỗ lực hay là không tinh cần. Uttana, Uttahano, Uttahana, Uttahana nó là được chia theo cái hiện tại phân từ, quý vị, mà do nó có một cái là tiếp vị ngữ ná là đứng trước, là đứng trước, thành ra chúng ta nhớ rằng là ná là mà đứng trước là một cái chữ nào mà nó được bắt đầu bằng một cái nguyên âm thì ná nó sẽ quay trở ngược lại, thành ra nó trở thành Anuttahano. Anuttahano có nghĩa là không tinh cần, là không nỗ lực. Đúng rồi, ná mà nó cộng với út, Uttana, Uttan, Uttahana. À, cái nguyên âm đứng trước là ú u ú, thành ra ná nó quay trở ngược lại, thành ra nó trở thành Anuttahano, không nỗ lực, không tinh cần. Yuva, Yuva có nghĩa là tuổi trẻ. Yuva đây là danh từ nam tính Yuva, do được chia theo chủ cách số ít thành ra trở thành Yuva. Yuva có nghĩa là tuổi trẻ. Bali, Bali có nghĩa là sức mạnh. Danh tính từ Bali có nghĩa là sức mạnh. Alasiyan, Alasiyan ở đây có nghĩa là lười biếng. Alasiyan, lười biếng. Alasiya được chia theo đối cách số ít tầng ra trở thành Alasiyan, lười biếng.
anh bác sĩ Văn. Nhà Ubeto ở đây, Ubeto có nghĩa là chiều theo, thuận theo đó. Chiều theo, thuận theo. Ubeto. Ubeto chiều theo, thuận theo, đúng rồi. Rồi, ở cái dòng thứ ba thì chúng ta có một cái liên từ Sang sanh á, sang cấp bát mano. Nguyên một cái liên từ này á, là chúng ta lấy cái nghĩa là tâm tư bị trì trệ. Sang sanh á là trì trệ hay là mệt mỏi. Sang cấp bá là cái suy nghĩ. Mano, maná là tâm. Thành ra khi mà ba cái danh từ này được phối hợp lại thành một cái liên từ, được chia theo chủ cách số ít, thành ra nó trở thành là sang sanh á, sang cấp bá, mano. Có tâm tư bị trì trệ, hay là có tâm tư bị suy nhược, bị mệt mỏi. Mình dùng tâm tư suy nhược, bị mệt mỏi, bị trì trệ, cái cách nào cũng được quý vị. Rồi tiếp theo thì chúng ta có một cái tính từ Cusito. Cusito có nghĩa là không tinh tấn hay là lười biếng. Không tinh tấn hay là lười biếng, chúng ta muốn lấy nghĩa nào cũng được. Không tinh tấn hay là lười biếng. Banh nha giá, banh nha giá có nghĩa là trí tuệ. Banh nha giá, trí tuệ. Banh nha giá, trí tuệ. Banh nha giá, trí tuệ. Mắt găng là quen thuộc quá rồi. Con đường, mắt găng là con đường. Mắt găng là con đường. Alaso có nghĩa là lười biếng, quể quải. Alaso lười biếng, biếng nhác. Lười biếng, biếng nhác, quể quải. Alaso. Dạ. Alaso. Ná có nghĩa là không. Ná có nghĩa là không. Cuối cùng còn Vindati. Vindati là hiểu biết. Vindati là hiểu biết. Rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được hết cái phần từ vựng này rồi. Cảm ơn Phật tử ấy mình rất nhiều. Uttha Naka Lâm Hi Anuttha Hano Yukwa Pali Alaxiyang Ubeto Sang Sanh Na Sang Cấp Bát Ma No Cusito Banh Nha Giá Mắt Gần Alaso Na Vinh Đa Tí. Có nghĩa là khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động sao tìm được chánh đạo. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính lễ đến Đại Đức Tịnh Đạt đã quang lâm vào rung và rất là hoan hỷ. Bây giờ thì một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, kính chào đại chúng ở trong rung. Thay mặt hội chúng ở trong rung thì xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 280. Dạ, xin thay mặt hội chúng xin thành kính nghe cung kính để được tuyên đạt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh được rõ. Dạ, xin kính lễ Chư Tăng và kính thưa đại chúng ở trong diễn đàn Pháp Hữu Kinh có hôm nay.
Lời đầu tiên cho Tịnh Đạt xin có lời sám hối với đại chúng là vì lý do điện chùa không có ổn định, cho nên Tịnh Đạt cũng phải tiếp các vị sư giống như là thợ điện để mà chỉnh sửa lại điện chùa. Điện chùa thì liên quan tới đường nước bơm, nếu mà không có điện thì cũng không có nước sinh hoạt, cho nên Tịnh Đạt ở đâu có vào luôn hơi trễ. Lúc nãy thì cô Nhật Quỳnh cũng có gọi điện để mà thông báo. Một lần nữa xin sám hối với đại chúng, và con xin tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi giảng phần ngữ phần của câu Pháp Cú Huệ Ngôn số 280. Và giờ đây xin cung thỉnh đại chúng chúng ta hướng về Tam Bảo làm lễ tấm tắc và học cái bài học ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi sakkhato bhagavata dhammo Hamang namasami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sankhang namami. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu kệ ngôn số 280 trên 423 câu tối hôm nay có nội dung như sau: Uthana kalam hi anuthana tho yuva pali ai la se yang ubeto sangsana sangkapa mano kusito panyaya makang alaso na windati. Tuổi trẻ sức lực dồi dào, lại sống buông thả, lao chao biến lười, tinh thần suy nhược rã rời, làm sao có tuệ mà soi con đường. Bản dịch phóng tác thơ của Ngài Giới Đức. Khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, trí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và bản dịch văn xuôi của Ngài Inda Chanda Chánh Thân: người có tuổi trẻ, có sức mạnh, trong khi không nỗ lực trong thời điểm cần nỗ lực, lại chiều theo tánh lười biếng, có tâm tư bị trì trệ, lại còn nhát nhốm, kẻ lười biếng ấy không tìm thấy con đường bằng trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì chúng ta đã được học về ý nghĩa của từ vựng câu kệ ngôn Pháp Cú 280 này. Câu kệ ngôn số Pháp Cú số 280 này có một cái duyên sự cũng rất là thú vị. Nếu như chúng ta được học, và cái duyên sự này đề cập đến một cái vị tỳ khưu tên là Tích Xá. Pathana Kamita Tissa Thera, đại đức Tissa nôn tu, hay là tu một cách gấp gáp. Kính thưa đại chúng, thì riêng cái danh từ Tissa, thì ở trong quyển Pali Proponem có thống kê danh từ riêng Tissa này xuất hiện trong kinh điển gồm có 47 mục, tức là 47 liên quan đến cái danh từ riêng Tích Xá này. Và trong cái phần mục thứ 44 có đề cập đến vị tỳ khưu mà chúng ta được học ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 280, đó là Pathana Kamika Tích Xá. Thông tin này cho chúng ta biết tên nhiều vị được đặt tên Tích Xá
Cho nên khi mà chúng ta gặp những vị có cái danh từ riêng tên là Tích Xá thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu cái nguồn gốc xuất xứ. Và cái duyên sự này đề cập đến Đại Đức Tích Xá bắt nguồn là có 500 vị công tử hay là thiện nam đó xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật. Và sau khi xuất gia xong thì được Đức Phật ngài dạy cho cái pháp tu. Ở đây đây là cái cách mà Đức Phật ngài truyền dạy cho chúng đệ tử. Ngày nay thì chúng ta nhận thấy những cái bậc xuất gia cần phải có cái thời gian để mà đào tạo, như là cần phải có một cái thời gian chuẩn bị làm giới tử khi bước vào chùa. Trong cái thời gian giới tử thì được kèm kẹp để dạy kinh kệ giáo lý, cũng như là tập làm quen với lại cái nếp sống ở trong tự viện, có được cái phẩm hạnh tốt, sau đó sẽ được cân nhắc xuất gia đắp y chính thức trở thành một vị sa môn, một vị sa di hay là một vị tỳ kheo, có đủ đầy đủ các cái điều kiện. Nhưng trong thời Đức Phật thì có những cái vị xuất gia chúng ta thấy là rất là sớm, rất là nhanh khi phát cái tín tâm và muốn ngỏ ý xuất gia vào trong giáo pháp thì Đức Phật ngài cho xuất gia và đắp y. Trong thời gian đầu của Phật giáo thì những cái vị xuất gia đắp y thường là những cái vị thánh tăng sau khi thành đạo, hoặc là sau khi hiểu được giáo pháp thì lúc đó trở thành một vị xuất gia, một vị sa môn có đầy đủ các cái phẩm hạnh cũng như là những cái yếu tố để mà có thể hướng dẫn cho những người khác. Và thời gian sau, trong thời kỳ của Phật giáo đầu tiên đó, thì có những cái vị phàm phu, những cái thiện nam cũng có cái tính tâm nhưng mà chưa có đủ khả năng để mà hiểu thông giáo pháp. Khi mà xuất gia vào trong giáo pháp, Đức Phật ngài sẽ chỉ dạy, hoặc là cái vị thầy tế độ sẽ chỉ dạy cho một cái pháp môn, hãy hành trì theo cái pháp môn đó. Và sau khi hành trì được một thời gian, nhất là trong 3 tháng an cư mùa mưa, thì sẽ trình quay trở lại gặp vị thầy tế độ hay là gặp Đức Phật để mà trình lên trong cái thời gian đó thực hành như vậy có cái lợi ích gì, có cái thành quả gì hay là có cái sự khó khăn gì. 500 vị tu này sau khi xuất gia đã được dạy về cái pháp học và pháp hành, nhất là cái phần pháp hành thiền định, ví như là quán thân thể trược, ví như là quán về sự vô thường, ví như là quán về cái hơi thở. Và sau khi đã học thông cái phần pháp học pháp hành pháp tu này thì các vị đã xin Đức Phật, xin thầy tế độ để vào một cái khu rừng yên tịnh hay là một cái trú xứ thích hợp để mà áp dụng thực hành. Thưa quý vị, thì sau một thời gian thực hành thì các vị tỳ khưu này có đạt được cái thành quả rất là xứng đáng. Sau cái thời gian áp dụng cái pháp môn, các vị này đã chứng đắc A-la-hán quả, thánh đạo thánh quả, và có ý muốn là trở về Savatthi, trở về gặp Đức Phật để mà trình lên cái niềm vui, cái hạnh phúc của cái vị vô lậu. Khi mà trên đường về gần tới chùa đó, cách khoảng một do tuần, thì quý vị biết là một do tuần thì tầm khoảng 15-16 cây số hoặc là khoảng 20 cây số theo cái cách tính thời bây giờ, thì các vị đó nhận được một cái sự cúng dường và một cái lời mời ngày hôm sau trở lại cái nơi đó để nhận tiếp
cái phần khất thực nữa. Sau khi về tới chùa gặp Đức Phật, Đức Phật Ngài đã nói lên những cái lời khích lệ sách tấn, cũng như là bày tỏ cái niềm vui hoan hỷ đối với những cái vị xuất gia tuy mới nhưng đạt được những cái thành công rất là tốt đẹp, cũng như là cái lời chào đón những cái vị từ xa đi đến. Ở điểm này thì ở trong luật có một cái điểm là phận sự của cái vị khất tăng đó. Phận sự của vị khất tăng khi mà đến một cái chú xứ thì phải có những cái sự thích đáng, trong đó thì có một cái phận sự đó là phải hỏi cái điểm hay là cái nơi nào thích hợp để mà đi khất thực. Tại vì thời Đức Phật thì chư tăng rất là đông và không có nấu nướng giống như là hiện tại chúng ta đến cúng dường tại chùa nào đó chúng ta nấu nướng tại chùa. Thời Đức Phật thì chư tăng rất là đông cho nên phải sử dụng cái hình thức đi khất thực. Cho nên cái việc khất tăng mà đến cái nơi nào đó cần phải hỏi cái vị chú xứ cái điểm nào, cái nơi nào thích hợp để đi khất thực. Những cái vị đệ tử sau khi mà gặp Đức Phật đó, vấn an Đức Phật xong thì các vị đã trình bày lên Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã có một cái vị thiện nam có cái lời mời thỉnh ngày hôm sau đi khất thực, giống như là đã báo trước là không cần phải chỉ cho một cái điểm nào khác mà đã có một cái thiện nam xin cái lời thỉnh mời. Thì thưa quý vị, trong đêm đó để mà sáng hôm sau đi khất thực đó, thì có một cái vị tỳ khưu, thì cái vị tỳ khưu này cũng là bạn đạo của những cái vị tỳ khưu A-la-hán, nhưng mà chưa có một cái thành tựu tốt đẹp nào hết trong cái thời gian xuất gia. Thì cái vị này tên là Tích Xá. Cái vị Tích Xá này chứng kiến cái cảnh những vị tỳ khưu ở từ xa đã thành công trong cái pháp môn tu tập của mình và được cái sự chào đón niềm nở cũng như là sách tấn của Đức Phật, thì vị tỳ khưu Tích Xá này tỏ ra ghen tị, nghĩ rằng Đức Phật chỉ niềm nở vào với những cái vị thành công trong cái pháp tu. Thì Tích Xá nghĩ rằng nếu ta muốn được cái sự niềm nở và tiếp đón cũng như là thăm hỏi cái Đức Phật thì tao cần phải nỗ lực để mà thành tựu cái thánh quả, thánh đạo thánh quả. Cái suy nghĩ này thì thật là đáng khen cho tỳ khưu Tích Xá. Nhưng thưa quý vị rằng trong cái đêm hôm đó tỳ khưu Tích Xá đã nỗ lực hết mình, nỗ lực không ngừng nghỉ với ý định là trong đêm hôm nay, trong một thời gian ngắn ngủi, ta sẽ đạt được cái thành tựu cũng giống như là những cái vị tỳ khưu A-la-hán kia. Nhưng vì không có đầy đủ cái sự chuẩn bị cho cái pháp ba la mật, không có cái sự tinh tấn, không có cái sự cố gắng miệt mài từ trước, mà chỉ do sự kích thích từ cái việc mà Đức Phật Ngài chào đón niềm nở, cho nên tỳ khưu Tích Xá mới gắng công nỗ lực. Và trong cái sự gắng công nỗ lực hết mình đó, suốt đêm không ngủ, thì đã có một sự cố xảy ra. Trong khi đi kinh hành thì bị buồn ngủ, làm cho tỳ khưu Tích Xá này té, bị thương ở chân. Và khi mà bị thương như vậy thì cái vị tỳ khưu khất tăng đó đang nghĩ, biết rằng tỳ khưu Tích Xá đang bị thương, và các vị đó đã súng lại để mà trị thương, cứu giúp cho tỳ khưu Tích Xá, và lỡ đi cái cuộc hẹn
lỡ đi cái việc mà cái thời gian đi khất thực. Thưa quý vị rằng đi khất thực hiện tại cũng như là ở trong thời quá khứ, thời Đức Phật đó, thì các phải chuẩn bị một cái thời gian rất là sớm. Bởi vì trong tầm khoảng 16 hoặc là 20 cây số đó, thì các vị đi với một cái tốc độ bình thường thì cần phải có một thời gian đi về rất là lâu. Mà do là phải trị thương giúp đỡ cho tỳ khưu thứ xá, cho nên đã lỡ mất, không còn kịp để đi được khất thực nữa. Đức Phật ngày thấy lạ, ngày làm lạ thì ngày mới hỏi thăm, thì các vị tỳ khưu này đã trình lên Đức Phật về cái nguyên nhân mà đã lỡ cuộc hẹn. Đức Phật ngài đã tùy theo cái duyên sự, cái duyên cớ, ngài đã thuyết lên một cái thời pháp ở trong kinh Bổn Sanh. Ngài đó có trích một cái câu kệ ngôn ở trong kinh Bổn Sanh, đó là Yo bhutte karaniyani paccaso katumicchati varanakathang panchova sapaccha anutappati ti. Ai việc phải làm trước về sau mới muốn làm, như bẻ củi varana nó về sau bị khổ. Ngài Đức Phật ngài thuyết cái duyên sự cũng như là cái nguyên nhân, không phải chỉ cái lúc này không, mà Tiết Xá ở thở xa xưa cũng đã từng gây khó khăn trở ngại cho những người khác. Mà nguyên nhân sâu xa đó là cái sự nỗ lực không đúng cách, cái sự nỗ lực không có mài, cái sự tinh tấn không có hợp thời. Và kết thúc cái duyên sự này cũng như là cái câu chuyện bổn sanh, thì nhiều quý vị tỳ khưu khác ở trong cái bổn từ, nhiều quý vị khác cũng đạt được những cái kết quả qua cái lời dẫn chứng cũng như là cái lời giải thích của Đức Phật. Một lần nữa, sau khi giải thích xong, ngài Đức Phật ngài đã ngâm lên câu kệ số 280, đó là khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chỉ tiêu trầm nhu nhược, sau có trí ngộ đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại chúng, thì cái mấu chốt của câu kệ ngôn Pháp Cú 280 này, và cũng là cái bài học mà chúng ta có thể rút ra được cho bản thân mình, đó là cái việc nỗ lực tinh tấn, đó là cái việc nỗ lực tinh tấn và cái sự lười biếng. Ngay cả không phải chỉ trong pháp tu, mà ngay cả cái việc mà chúng ta áp dụng ở trong cái đời sống, trong học tập hay trong công việc, hay là trong cái việc sắp xếp cho cuộc đời của chúng ta nó được tốt đẹp. Nỗ lực tinh tấn được định nghĩa là cái sự miệt mài kiên trì không ngừng nghỉ. Nỗ lực cần phải có kèm thêm một cái pháp, đó là kiên trì, thì cái tinh tấn đó mới gọi là chánh tinh tấn, hoặc là cái tinh tấn đó nó mới đem lại kết quả cho cái việc mà chúng ta ước muốn được thành tựu. Còn nỗ lực mà không có kiên trì đó, thì cái nỗ lực đó nó chỉ là một cái thời điểm nhất thời. Thời điểm nhất thời, thì cái thời điểm nhất thời đó nó không đủ cái khả năng, hay là không đủ cái thời gian để mà nung nấu, làm cho chín mùi từ cái việc học tập, từ cái việc công việc làm, hay là chính cái pháp tu. Cho nên tinh tấn hay nỗ lực cần phải có cái sự kiên trì đi kèm, thì mong ra được cái kết quả tốt đẹp. Còn nếu không á, thì sẽ được bảo rằng chỉ có tuấn mà làm mà thôi. Hay trong đạo hay có một cái câu nói vui, đó là Bồ Tát hứng. Bồ Tát hứng
Bởi vì khi mà so với lại một cái vị Bồ Tát để thực hiện các thiện pháp hay là các pháp ba la mật đó, thì các vị để ý nhất là vị Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác, thì ngài không có biết mệt mỏi trong cái việc thiện, từ cái việc dễ hay là cái việc khó, bố thí bậc thượng, bậc hạ, bậc trung, hay là cái việc trì giới, bậc hạ, bậc thượng, bậc trung. Và cái vị Bồ Tát thật sự đó, thì ngài cũng không có từ chối và mệt mỏi với cái việc mà làm thiện pháp trong cái cuộc đời này hoặc là trong cái cuộc đời kế tiếp. Chính vì cái sự kiên trì nỗ lực trong cái việc mà làm những cái thiện pháp đó, kiên trì trong cái sự tinh tấn, thì cái kết quả mới thành tựu. Ngay cả chúng ta đây là những cái người học Phật, khi mà chúng ta có cái niềm tin, khi mà chúng ta có cái niềm tin nhất thời, thì chúng ta cũng nguyện rất là mãnh liệt trở thành một vị đệ tử Phật, chứng đắc thiền định hay đạo quả cho ngay trong kiếp sống này với cái sự nỗ lực tinh tấn, hoặc là với cái sự, với cái đức tin nhất thời, chúng ta có thể nguyện trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ở trong kiếp tương lai. Nhưng cái đức tin hay là cái sự tinh tấn nhất thời đó, nó không kiên trì được. Khi gặp khó, chúng ta bỏ cuộc. Cho nên cái sự tinh tấn hay là cái sự miệt mài đó, nó cần cái sự bổ trợ của cái sự kiên trì. Hay là ngay trong cái việc học tập, đọc sách, rèn luyện một cái thói quen tốt, cũng cần có cái sự tinh tấn, kiên trì, mới mong là tập được cái thói quen tốt. Ngày hôm nay chúng ta thấy khỏe trong người, thời tiết thì mát mẻ, không có quá nóng, không có quá lạnh, vật thực thì cũng không có quá là khó ăn hay là khó tiêu hóa. Chúng ta cảm thấy thân thể, tinh thần rất là sảng khoái. Chúng ta mở kinh, mở sách, chúng ta đọc. Khi mà đọc với lại cái trạng thái tốt đẹp như vậy đó, chúng ta đọc rất là quan hỷ. Chúng ta đọc với lời kinh, chúng ta nghe một cái thời pháp, hay là chúng ta đọc một cái quyển sách hay, chúng ta thấy là mình có thể làm những cái công việc này suốt một ngày, hai ngày, hay một tuần lễ, hay một tháng, hay là đây là cái thói quen rất là tốt, chúng ta có thể nghĩ vậy. Nhưng là do cái sự kiên định không có được bền bỉ ngày hôm sau hoặc là được dăm ba ngày, thì do cái thời tiết hay do cái cuộc vui chơi nào nó kích thích hơn, hay là do mình bị bệnh không có khỏe, thì cái thói quen đó lập tức chúng ta không có duy trì. Trong cái pháp thiện cũng vậy, hôm nào chúng ta cảm thấy khỏe, cảm thấy vui, chúng ta làm phước, chúng ta ngồi thiền, chúng ta cuộc tụng kinh sáng chiều, nhưng là chúng ta viện lý do hôm nay bận quá, hôm nay về trễ quá, hôm nay trời mưa, hôm nay điện cúp, hôm nay máy lạnh không hoạt động, hay là hôm nay thức ăn không có tốt, tiêu hóa nó mệt mỏi, chúng ta lại không có tiếp tục những cái thói quen như là tụng kinh hay đọc kinh sách, thì lập tức những cái thói quen đó, những cái việc tốt đó nó bị ngưng lại. Để nói về cái việc mà lười biếng của Đại Đức Tích Xá này, thật sự ra thì các vị thấy là Đại Đức Tích Xá vẫn là một cái vị xuất gia có cái sự suy nghĩ cũng rất là tích cực. Khi mà thấy các bạn đồng đạo của mình, các bạn đồng phạm hạnh của mình đạt được những thành quả tốt đó, thì Đại Đức Tích Xá cũng muốn thành đạt, cũng muốn đạt được những cái kết quả tương tự. Nhưng là do chỉ bị kích thích ngay trong cái nhất thời,
Cho nên cố gắng nỗ lực ngay trong đêm đó thôi, và xảy ra cái sự cố bị thương ở chân. Tịnh Đạt có thể bảo đảm với quý vị rằng nếu Đại Đức Tích Xá vẫn kiên trì mà không có cái sự bị thương ở chân đó, thì tầm khoảng một tuần lễ hay là hai tuần lễ thì Đại Đức Tích Xá lại không có tiếp tục được nữa, bởi vì cái sự kích thích đó nó không còn. Cái sự kích thích đó nó không còn, thì trở lại trở thành một vị xuất gia vẫn như bình thường, không có nỗ lực hết mình. Cái trường hợp nỗ lực hết mình trong đêm đó, chúng ta nhớ lại có một vị cũng tương tự như vậy, đó là Đại Đức Ananda. Trong kỳ tất tập tâm tạng lần thứ nhất, vai trò của Đại Đức Ananda quá là quan trọng, cho nên các ngài như là ngài Kassapa hay là Chư Tăng rất là cần Đại Đức Ananda tham dự. Nhưng mà cái cuộc lễ kết tập tâm tạng đó là những vị A-la-hán, còn Đại Đức Ananda chỉ là bậc thánh nhân hữu học Tu Đà Quần. Cho nên nếu muốn được tham dự thì Đại Đức Ananda cần phải tinh tấn nỗ lực để mà thành đạt thành đạo thánh đạo thánh quả A-la-hán. Đại Đức Ananda cũng nỗ lực và đã thành tựu được cái kết quả ngay trong đêm hôm đó, và đã có kịp thời trong cái buổi kết tập tâm tạng lần thứ nhất. Cái việc mà Đại Đức Ananda cố gắng nỗ lực để mà thành đạo thánh quả A-la-hán ngay trong đêm đó, không phải là Đại Đức Ananda lười biếng trước đó, không có sự tinh tấn học đạo hay là hành pháp. Không phải Đại Đức Ananda là một cái người bỏ bê công việc, bỏ bê cái chánh niệm. Không phải Đại Đức Ananda là cái người không biết để phát triển cái thiền định, mà do những cái yếu tố như là nhiều cái phận sự, cho nên không có được cái thời gian rốt ráo. Cũng giống như chúng ta có những cái thói quen tốt tại nhà, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nhưng chúng ta có cái thời gian tích cực 10 ngày hay 1 tháng tại thiền đường, thì hai cái trường hợp này cũng là Đại Đức Tích Xá và Đại Đức Ananda cũng là cái sự nỗ lực để mà thành tựu trong đêm. Nhưng mà Đại Đức Ananda thì đạt được, nhưng mà Đại Đức Tích Xá thì không đạt được. Thì chúng ta cũng biết là cái nguyên nhân tại sao. Tịnh Đạt cũng muốn chia sẻ thêm về cái việc lười biếng. Khi mà chúng ta nói về lười biếng và tinh tấn, khi mà đã nói về tinh tấn nhưng mà chúng ta bỏ sót cái lười biếng, thì thật ra cái lười biếng nếu mà hiểu rõ, hiểu thấu thì chúng ta sẽ không còn bị lười biếng nữa. Lười biếng nó có nhiều cái dạng lười biếng, mà ở đây Tịnh Đạt xin tổng hợp lại có 3 cái dạng lười biếng theo cái kinh nghiệm của nhiều người. Thứ nhất là cái lười biếng thiên về cái thoải mái. Thứ hai là lười biếng bởi vì cái chán nản. Thứ ba là lười biếng là do là không có quan tâm. Thiên về thoải mái là sao à? Tức là chúng ta luôn có muốn cái cảm giác là nghỉ ngơi, và chúng ta cho phép mình được nghỉ ngơi, và dần dần cái sự nuông chiều đó nó làm cho chúng ta thành một cái thói quen, dễ dàng rơi vào cái cảm giác lười biếng. Nếu mà cái công việc đó là chúng ta cần phải hoàn thành, nhưng mà do trời mưa, mà mỗi lần trời mưa là chúng ta nghỉ, mỗi lần trời mưa là chúng ta phải vào nhà, sợ cái này sợ cái kia, hoặc là những cái lúc mà trời cũng chưa có nóng lắm
bắt đầu vào buổi trưa hoặc là mùa hè, đầu mùa hè đó, chúng ta sợ nóng, chúng ta vào nhà bật cái máy điều hòa, chúng ta không có đối diện với cái lạnh hay là cái nóng. Thì những cái cách đó nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta, mới nhìn thì đó là những cái người hưởng thụ, biết cái cách để mà biết cái cách để mà giữ gìn sức khỏe. Nhưng mà xét cho cùng thì đó cũng là một cái của cái sự tính chất của cái sự lười biếng, thiên về cái sự thoải mái nghỉ ngơi, và làm cho cái khả năng chịu đựng hay là đối phó khi mà cái điều kiện mình, cái nhu cầu thoải mái nghỉ ngơi của mình bị thiếu đó, thì rất là dễ nổi cáo, rất là dễ bực mình và không có sự kiềm chế. Cho nên cái việc mình thiên về thoải mái thì chúng ta cần phải phải tập. Và khi mà tập, quan trọng nhất đó là cái sự chấp nhận. Cho nên cái việc sung sướng, vui vẻ đến chúng ta cũng chấp nhận, mà cái sự đau khổ hay là bực dọc chúng ta cũng chấp nhận. Để chi? Để cho chúng ta không bị phản ứng một cách mạnh mẽ với cái điều tốt hay là cái điều xấu. Cái thứ hai đó là cái lười biếng thiên về cái chán nản. Chán nản là cái sự than van khi mà chúng ta bị sa cơ thất thế, chúng ta cảm thấy tuyệt vọng, chúng ta than rằng khổ thân tôi quá, tại sao nghèo hoài, tại sao khổ hoài. Rồi đâm ra là chúng ta cũng không có muốn làm cái gì hết, cũng không muốn lên kế hoạch gì hết, rồi chỉ biết ăn, rồi chỉ biết coi tivi, như bật tivi lên nó hát cái gì cũng không biết nữa, rồi chỉ biết làm những cái chuyện khác bù đắp lên những cái kế hoạch mà mình sụp đổ nhiều lần. Mình nghĩ rằng mình thật là kẻ tồi tệ, không có cái hy vọng nào cho mình hết, mình sẽ không bao giờ làm đúng được cái điều gì hết. Bởi vì thế mà đâm ra lười biếng chán nản. Và cái điều này nó làm cho mỗi một con người rơi vào cái trạng thái mất đi cái tự tin, mất đi cái sự vui vẻ, hòa đồng, và cuối cùng là trui rút vào một cái góc xó nào đó để mà tiếp tục chán nản, chán nản để rồi tiếp tục chán nản. Và cái thứ ba đó là cái sự lười biếng về cái tính chất là không có quan tâm. Cái tính chất này nó nổi trội nhất đó là cái việc mà cái sự oán hận, oán trách. Tại sao có những cái điều bất hạnh đến với mình? Rồi tại sao lúc nào mình cũng bị thua thiệt? Và đâm ra là chúng ta không có quan tâm đến cái thế giới bên ngoài, quan tâm đến xung quanh, quan tâm đến người thân, mặc kệ cho dù cái việc đó có xấu, có tồi tệ, chúng ta cũng không quan tâm đến cái lời khuyên, cái lời nhắc. Chúng ta nghĩ rằng thế giới này đang rối tung lên và chẳng mang lại gì cho tôi những cái điều xứng đáng. Vì vậy tại sao tôi phải bận tâm? Và đâm ra là chúng ta tiếp tục chán nản, chúng ta lười biếng. Đó là những cái tính chất chung ứng tử cho những cái trạng thái lười biếng mà chúng ta đối mặt, gặp phải trong cái cuộc sống này. Khi mà chúng ta hiểu, thấy được cái sự và cái sự tinh tấn nó có cái tính chất khác nhau như vậy đó, thì chúng ta sẽ để ý có những lúc cái lười biếng nó không phải là tránh nặng tìm nhẹ, mà cái lười biếng nó len lỏi
nó làm cho chúng ta không có tiếp tục được cái kế hoạch hay là cái hoạch định mà mình mong muốn. Giống như là tạo một cái thói quen xấu, tạo một cái thói quen tốt. Cho nên qua cái câu kệ này, chúng ta sẽ rút được một bài học. Thứ nhất là cái bài học của Đại Đức Thích Xá, là cần khi làm những cái việc thiện, những cái việc tốt á, cần phải việc tốt á, cần phải kiên trì, dù nhỏ chúng ta cũng phải làm, không phải đợi nước tới chân rồi chúng ta mới gấp rút. Ngày lúc bình thường thì cũng cần nên giữ giới, cũng cần nên xem kinh, nghe pháp. Và chính những cái sự nỗ lực miệt mài đó sẽ thành tựu cho chúng ta trở thành một cái người hiểu pháp, một cái người nhớ pháp và một cái người hành đúng pháp. Còn như bản thân của Đại Đức Thích Xá hay là những cái người mà có cái suy nghĩ hành động giống như Đại Đức Thích Xá thì ngay trong cái đời sống xã hội cũng không có thành công trong công việc, trong cái cuộc sống, và ngay trong cái việc trau dồi tâm ý cho trong sạch thì phải nói là cần có một thời gian rất là lâu. Và nếu như là cái người trẻ thì còn có cơ hội để sửa chữa, để mà có cái người khuyên nhắc. Nhưng mà nếu mà cái đức tính này mà lặp đi lặp lại trở thành một cái người có tuổi trung niên hoặc là lão niên thì thực sự quý vị là vô vàn khó khăn để mà sửa đổi, bởi vì nó đã thành cái tật rồi. Cho nên cái việc này nó cũng liên quan đến cái cải thiện cuộc sống của chúng ta cho được tốt đẹp hơn, và cải thiện được cái pháp tu, cái pháp thiện mà chúng ta muốn thành tựu cũng được tốt đẹp hơn. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú 280 này, Tịnh Đàn cũng xin chia sẻ với đại chúng trong diễn đàn kinh pháp cú ý nghĩa của duyên sự của câu kệ pháp cú này. Một lần nữa con xin thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã giúp đỡ giảng cho các phần ngữ vựng, và kính chúc chư tăng và quý vị có được nhiều cái lợi ích trong giáo pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân quay lại với diễn đàn. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 280 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, thượng tọa Minh Hạnh đã rời room.